Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, 49 tuổi, trú tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan Công an xác định, vào tối ngày 18 tháng 11, sau khi đi nhậu về, Tùng đã sử dụng một cây gậy bằng kim loại đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu bà Nguyễn Thị Liêm, 69 tuổi, mẹ ruột Tùng, khiến bà Liêm gục xuống nền nhà. Sau đó Tùng tiếp tục đi ngủ, nên liền kéo xác nạn nhân ra phía sau vườn cất giấu. Đến 9 giờ cùng ngày, Tùng mới báo cho gia đình biết sự việc là mình đã đánh chết mẹ ruột. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng nói trên là tối hôm đó Tùng ăn nhậu say, về nhà muộn bị bà Liêm la mắng.